Chuyển sang những thông tin đang được dư luận quan tâm. Đêm qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Lê Văn Bình, sinh năm 1992, nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp vào người một nam thanh niên đang chụp ảnh tại cửa quán bia ở Thanh Hóa vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, khiến người này tử vong tại chỗ. Ngày 26 tháng 9 năm 2023, tại quán Pub Beer Moi ở phố Phú Cường, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, Lê Văn Bình và Nguyễn Hữu Giang cùng chú tại thành phố Sầm Sơn, xảy ra xô xát. Sau sự việc, Bình nảy sinh ý định dùng dao đâm Giang để trả thù. Ngày 6 tháng 10 năm 2023, khi biết Giang có mặt ở quán Papier Moi, Bình đã cầm dao đâm liên tiếp Giang. Bị đâm, Giang bỏ chạy nhưng Bình tiếp tục giật đuổi và đâm thêm nhiều nhát vào vùng ngực, chán, khiến Giang tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lê Văn Bình cùng một số đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến 23 giờ ngày hôm qua, mùng 7 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Lê Văn Bình cùng hai đối tượng khác khi các đối tượng này đang lần trốn tại một căn hộ chung cư thuê ở thành phố Hà Nội. Các đối tượng đã được di lý về công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mới ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Võ Minh Tiến, sinh năm 1993, chú phường Hòa Minh, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 13 giờ 30 ngày mùng 7 tháng 10, ông PVC sinh năm 1973, trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, đang dọn dẹp thì nghe con trai hô hoán bị cướp điện thoại. Đi ra phía trước nhà, ông C thấy một nam thanh niên vừa lên xe máy và tẩu thoát. Sau khi tới ghi nhận hiện trường, tiến hành khoanh vùng, rà soát, công an quận Thanh Khê xác định đối tượng là Võ Minh Tiến, từng có tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã bắt tiến và thu hồi tăng vật là một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus. Thời gian qua, công an huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng liên tục nhận được trình báo của bà con nông dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu vực sản xuất nông nghiệp, tháo trộm mô tơ và nhiều loại máy móc nông cụ liên quan. Sau một thời gian điều tra làm rõ, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định và bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp là Lang Văn Long, sinh năm 1996, Lang Văn Việt, sinh năm 1999, Ca Tuy, sinh năm 1999 và Hoàng Gia Thịnh, sinh năm 1996. Mở rộng điều tra, công an huyện Đơn Dương bắt giữ thêm Lê Công Vĩ, sinh năm 1997 và Nguyễn Hoài Long, sinh năm 1998, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét chỗ ở của nhóm đối tượng, công an huyện Đơn Dương phát hiện thu giữ nhiều tài sản là mô tơ bơm nước cùng các tăng vật khác có liên quan tới vụ án cơ quan điều tra xác định cho tới ngày bị bắt nhóm trộm trên đã thực hiện cả trăm vụ trộm cắp motor bơm nước máy móc nông nghiệp trên địa bàn huyện đơn dương bán các tài sản trộm được lấy hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài